Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món xôi lá dứa nước cốt dừa. Bí quyết để có được thành phẩm xôi lá dứa có màu xanh đẹp mắt, mềm, thơm, béo ngậy vị của nước cốt dừa. Xôi này các bạn có thể để trong ngăn mát tủ lạnh cũng không hề bị khô cứng lại. Nguyên liệu mình chuẩn bị 500g gạo nếp, 160ml nước cốt dừa, 100g lá dứa, 1/2 thìa cà phê hương lá dứa, 50g đường, 1/2 thìa cà phê muối, 100g dừa tươi nạo sợi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Giờ mình sẽ mang lá dứa đi rửa sạch. Sau đó mình sẽ cắt nhỏ lá dứa ra. Mình cho luôn vào trong máy xay. Lá dứa này hay còn gọi là, có nơi gọi là lá nếp, lá thơm nhé các bạn. Mình cho vào cùng khoảng 300ml nước ấm nóng khoảng 50 độ C. Việc sử dụng nước ấm nóng sẽ giúp cho mình lấy được cái màu lá dứa nó tươi hơn. Mình sẽ xay nhỏ phần lá dứa này ra. Xay nhỏ lá dứa rồi mình sẽ lược qua rây để lấy được phần nước cốt lá dứa. Đây là phần nước cốt lá dứa mình thu được. Các bạn thấy mình sử dụng nước ấm nóng, mình lấy được cái thành phẩm nước cốt lá dứa có màu rất là xanh, rất là tươi. Để thành phẩm xôi của mình sau khi làm nó sẽ có cái màu xanh đẹp mắt thì mình sẽ cho vào vài giọt hương lá dứa nhé các bạn. Lọ hương lá dứa này các bạn có thể tìm mua ở các cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh, hoặc là các bạn đặt trên mạng như Shopee, Lazada đều có. Mình cho vào 1/2 thìa cà phê. Gạo mình sẽ mang đi vo sạch. Gạo vo sạch rồi thì mình sẽ cho vào trong một cái âu lớn. Mình cho phần nước cốt lá dứa vào cùng. Nước hơi ít nên là mình sẽ cho thêm nước lọc. Mình sẽ ngâm gạo trong phần nước cốt lá dứa khoảng chừng 4 đến 6 tiếng. Cho gạo nở mềm ra và ngấm màu của lá dứa. Và đây là phần gạo nếp sau khi mình ngâm được khoảng 6 tiếng. Gạo nếp ngấm màu xanh rất là đẹp rồi này các bạn. Giờ mình sẽ mang chắt bỏ phần nước này đi nhé. Đây, gạo nếp mình vừa chắt bỏ nước xong rồi các bạn. Mình cho vào cùng 1/2 thìa cà phê muối và mình trộn đều. Và mình sẽ mang phần gạo nếp này đi hấp chín. Mình chuẩn bị nồi hấp đun cho nước sôi lên, sau đấy mình cho gạo vào. Mình tạo lỗ hổng ở giữa để cho hơi nước thoát lên làm chín gạo. Mình cho một vài chiếc lá dứa vào hấp cùng cho thơm. Các bạn cũng có thể cho vào phần nồi nước ở phía dưới ấy. Để mình khi mình hấp thì nó sẽ lên cái hơi nước của lá dứa nó rất là thơm. Mình đậy nắp lại và hấp ở lửa vừa. Dừa thì mình sẽ nạo sợi. Sau khi hấp được 20 phút thì xôi đã bắt đầu chín rồi. Rất là thơm các bạn ạ. Giờ mình sẽ cho phần nước cốt dừa vào nhé.
mình sẽ cho nước cốt dừa vào làm hai đợt. Cho nước cốt dừa vào lần một mình đảo đều, đậy nắp lại và mình hấp thêm khoảng chừng 10 phút. Cho nước cốt dừa hấp thêm 10 phút nữa thì phần xôi đã mềm và bóng hơn. Lúc này mình sẽ cho phần nước cốt dừa còn lại vào cùng. Tổng lượng nước cốt dừa mình sử dụng là 160ml, một lon nhỏ đấy các bạn. Và mình cũng hấp thêm 10 phút. Sau cùng mình cho đường vào. Mình sử dụng 50g đường. Và mình cho dừa tươi nặng sợi vào cùng luôn. Lúc này mình sẽ gắp bỏ đi phần lá dứa này. Cho đường vào mình đun thêm khoảng 5 phút. Cho xôi được ngấm đường, đường tan hết. Vậy là món xôi của mình đã hoàn thành rồi. Giờ mình tắt bếp cho ra đĩa và cùng thưởng thức nhé. Và đây là hai đĩa xôi lá dứa nước cốt dừa mà mình vừa hoàn thành. Xôi rất là thơm, có màu xanh trông rất là bắt mắt. Và giờ mình sẽ ăn thử nhé các bạn. Mềm, dậy mùi thơm của nước cốt dừa, ăn cùng với một chút lạc rang, một chút dừa tươi giòn sần sật, rất là ngon các bạn ạ. Với lượng đường mình cho vào thì xôi sẽ có độ hơi ngọt ngọt một chút xíu thôi. Bạn nào mà thích ăn ngọt hơn thì các bạn có thể tăng lượng đường lên nhé. Với cách hấp xôi này thì mình để xôi trong ngăn mát tủ lạnh, xôi cũng không hề bị cứng đâu các bạn ạ. Đặc biệt là nếu mà các bạn nấu xôi sử dụng bằng gạo nếp cái Hoa Vàng thì xôi sẽ rất là ngon. Các bạn hãy làm và chúc các bạn thành công ngon miệng với cách làm món xôi lá dứa nước cốt dừa này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.